Dạ hôm nay chị Thùy Mỹ rất đẹp, chị sáng lung linh, chị sáng lấp lánh, chị cao thì cao, chị sáng thì sang, chị đẹp thì đẹp. Mà mọi người vốn biết chị Thùy Mỹ không phải chỉ ca hay, diễn giỏi không thôi, mà khi chị Mỹ đóng những cái vở cái lương mà tuồng cổ cần cái vũ đạo á, thì chị Mỹ cũng vũ đạo xuất sắc luôn, mọi người có công nhận không ạ? Chị Mỹ ơi, bây giờ em mời chị Mỹ mình biểu diễn dài đường nha. Trời. Mình làm một vài động tác vũ đạo, mình xuyến chẳng hạn nè. Mình đi một chân, mình xuyến một chân nè. Nghĩa ơi, em nói thiệt, em nói chơi vậy sao em không thương chị vậy? Em chúc thương chị lắm luôn á. Trời ơi, chị đang chúc đứng ở trên cái cà kiều. Tới một tức tá rồi nè. Anh Long cho em mượn tay anh đi. Em ơi, thường ngày đứng gần em anh rất là hãnh diện, nhưng mà ngày hôm nay anh đứng gần em cảm thấy anh thấy mình thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá. Anh đâu có thiệt thòi chỗ nào đâu. Không, hôm nay anh thấy em cao nè. Cao. Dạ. Dễ thương nè. Vẫn còn xứng đúng không? Dạ vẫn còn xứng, nhưng mà bây giờ em muốn là chị Mỹ mình thể hiện vũ đạo được không chị? Rồi, hai ban đứa nhạc mình có sẵn đạo luôn đây nè. Sen. Xuyến một chân chị, xuyến một chân chị. Ha ha, không xuyến một chân không dám. Đừng hại chị mà Nghĩa.